Từ quan điểm an cư thì mới lạc nghiệp, các đại biểu cho rằng việc cần làm lúc này là tháo gỡ những nút thắt kìm hãm tốc độ xây dựng nhà ở xã hội. Càng chần chừ thì giấc mơ an cư của người lao động càng lùi xa và họ sẽ lại tìm mua thuê những căn hộ chật chội, nguy cơ cháy nổ cao mang tên chung cư mini. Tuy nhiên, ưu điểm nhiều nhưng nhược điểm của loại hình căn hộ này cũng không ít như thiếu an toàn, không đảm bảo pháp lý và vấn đề về an toàn phòng cháy chữa cháy gần như chỉ cho có. Chính vì vậy, việc xây dựng các chung cư mini đảm bảo đầy đủ các tiêu chí cho thuê đang là vấn đề được quan tâm của những người lao động thu nhập thấp. Khi phát triển nhà ở xã hội thì chúng ta hãy quan tâm nhiều hơn nữa đến cái phân khúc nhà ở xã hội cho thuê. Và đa phần nguyện vọng của những người lao động có thu nhập trung bình, thu nhập thấp ở các đô thị lớn, họ đều rất mong muốn là họ được sở hữu một căn nhà ở xã hội không phải dưới dạng mua trả góp mà dưới dạng trả tiền thuê hàng tháng. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên quan tâm nhiều hơn nữa đến phân khúc này để cho người lao động có thu nhập thấp có thể tiếp cận được một cách dễ dàng hơn với nhà ở xã hội. Và khi nhà ở xã hội được hình thành thì chắc chắn rằng chúng ta đã đáp ứng được rất là nhiều các cái tiêu chí, kể cả về diện tích, kể cả về kết cấu lẫn những cái điều kiện phòng cháy chữa cháy để nó đảm bảo an toàn hơn. Tôi cho rằng là cái giải pháp của chúng ta ở đây đấy, trên cơ sở những cái kinh nghiệm thực tiễn của những cái vụ cháy thời gian qua và nhất là cái vụ việc của Trung Kính đêm hôm qua, thì cái khâu phòng vẫn là cái mà chúng ta phải quan tâm trước tiên đã. Trong bối cảnh khó khăn chung, nhà ở xã hội được cho là giải pháp tối ưu đối với người có thu nhập thấp và trung bình. Tuy nhiên, vấn đề công tác phòng cháy chữa cháy tại nhà ở xã hội vẫn luôn được đặt ra để người lao động có thu nhập thấp khi tiếp cận với loại hình nhà ở này sẽ có được sự an tâm để ở và làm việc.